hẹn lại lên. Chào mừng quý vị và các bạn đang xem bản tin của Xu Hướng Cộng. Yến Phi rất vui hôm nay lại được cùng đồng hành, trò chuyện và mang đến cho chị em phụ nữ của chúng ta những thông tin bổ ích. Đây là bản tin cập nhật những tin tức hot nhất và trending nhất trong tháng. Đừng bỏ lỡ những bản tin tiếp theo của Xu Hướng Cộng trên kênh YouTube và Facebook của Insider nhé. Và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính hấp dẫn như sau. Phần 1, phụ kiện và thời trang. Phần 2, cách sử dụng áo khoác. Phần 3, tiếp chụp hình đường phố. Bây giờ, hãy cùng điểm qua bản tin đầu tiên để đến với những món phụ kiện thời trang hot nhất hiện nay nhé. Đầu tiên là dây run cheese. Dây cột run cheese đã có từ thập niên 80, 90 và đến hiện nay, xu hướng này đang quay trở lại. Run cheese là một dải đàn hồi phủ vải tròn. Trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy những người nổi tiếng, những ngôi sao thường xuyên diện những dây cột tóc như thế này và nhiều nhà thiết kế đang kết hợp nó vào các buổi trình diễn thời trang của họ. Run cheese xứng đáng là một trong những món phụ kiện thời trang hot trend nhất hiện nay mà các nàng nên có trong tủ phụ kiện của mình. Đối với phụ nữ, chắc hẳn ai cũng mê mẩn những món phụ kiện xinh xắn như nhẫn, vòng, kẹp tóc và đặc biệt không thể thiếu đôi bông tai. Bông tai là món phụ kiện đã được đánh dấu chủ quyền của phái đẹp, luôn góp phần tăng vẻ nữ tính cũng như nét cá tính của các cô gái. Theo thời gian, bông tai không chỉ dừng lại ở kiểu dáng xinh xắn mà ngày càng có xu hướng đa dạng hơn về mẫu mã, chất liệu, kích cỡ, mang đến cho các bạn gái rất nhiều sự lựa chọn. Cùng xem qua những hình ảnh để xem mẫu hoa tai nào đang được các mỹ nhân Việt yêu thích nhất nhé. Tiếp theo là khăn bandana. Khăn bandana là một trong những phụ kiện phổ biến nhất từ những năm 1970. Có thể nói, khăn bandana là một trong những phụ kiện đa năng khi vừa là khăn quàng cổ, băng đô, dây buộc tóc, vừa là điểm nhấn cho túi xách, vòng tay. Các họa tiết trên khăn bandana đa phần sử dụng các hình dáng và chi tiết khác nhau với nhiều màu sắc đa dạng, giúp tạo nên vẻ thanh lịch, duyên dáng và sang trọng. Là một xu hướng đã cũ, túi xách kẹp nách bất ngờ hot trở lại khi được nhiều ngôi sao lăng xê. Dòng túi xách này từng làm điên đảo giới trẻ Âu Mỹ, nhưng đó đã là chuyện của những năm 1990. Sau đó, dòng túi này bị coi là không thời thượng và giới trẻ chuyển dần sang túi xách quá dài, đều chéo. Nhưng với sự lăng xê của nhiều ngôi sao, túi kẹp nách bất ngờ bừng sáng trở lại và tạo nên xu hướng mới. Cuối cùng là kính mát. Lựa chọn kiểu dáng kính phù hợp với khuôn mặt là một trong những yếu tố hàng đầu bạn nên chú ý khi chọn kính, bởi chúng sẽ giúp vẻ ngoài của bạn hoàn hảo hơn rất nhiều. Với những cô nàng sở hữu gương mặt phi lai hay tròn dễ thương thì kính mắt mèo, kính cộng tròn, gọng vuông đều sẽ phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn có một khuôn mặt nhỏ nhắn thì bạn nên tránh xa những kiểu kính có gọng quá to nhé. Chúng ta vừa điểm qua những phụ kiện thời trang mà các nàng không thể thiếu. Bây giờ, hãy cùng đến với bản tin tiếp theo. Tiếp theo phần 1 là phần được mong chờ nhất, sẽ giúp các nàng thay đổi outfit hàng ngày. Ở phần này, hãy cùng chào đón cô người mẫu chuyên dáng Quế Anh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đón xem cô người mẫu sẽ hóa thân như thế nào để thay đổi outfit hàng ngày. Bạn ấy sẽ giúp chúng ta nhận biết từ A đến Z một chiếc áo blazer và cách phối cực chuẩn dành cho các bạn nữ. Đầu tiên là áo blazer kết hợp với quần jean và áo thun. Đây là công thức mix đồ thú vị phù hợp với mọi mùa. Mùa hè, các bạn có thể chọn những chiếc áo blazer tay cọc, tay lỡ với chất liệu mỏng. Còn mùa đông, có thể chọn những chiếc áo có độ dày hơn, rồi sau đó mix cùng quần jean, vừa nhanh vừa tiện mà diện đi đâu cũng được. Kết hợp áo blazer với chân váy và áo thun. Đây là cách mix đồ độc đáo và có thể biến hóa thành nhiều phong cách. Nếu bạn là một cô nàng yêu thích sự phóng khoáng, cá tính, có thể kết hợp áo blazer với chân váy ngắn có dáng ôm để khoe đường cong cơ thể. Còn nếu bạn muốn theo đuổi phong cách bánh bao nữ tính thì có thể lựa chọn những set chân váy xếp ly có họa tiết. Khi diện set đồ 1, các bạn có thể kết hợp với sneaker trắng hay giày boot cổ thấp.
đi kèm đó là một chiếc túi xách xanh điệu. Còn đối với set đồ 2, xu hướng cộng gợi ý thêm cho bạn đó là kết hợp cùng một đôi sneaker để trông trẻ trung, năng động, hoặc lựa chọn giày cao gót, da mũi nhọn để có một set đồ đứng đắn và chỉnh chu. Với set đồ này, các bạn nữ có thể thêm điểm nhấn là dây chuyền, lắc tai để khiến outfit của mình trông hoàn hảo nhất. Chúng ta vừa điểm qua hai cách phối đồ với áo blazer cực chất. Bây giờ, hãy cùng miễn phí đến với phần 3. Bạn đi đến một nơi có cảnh đường phố quá đẹp và muốn lưu lại một vài bức hình kỷ niệm. Vậy thì cần làm gì để có bức ảnh đẹp trông như thợ chụp chuyên nghiệp? Hôm nay hãy cùng xu hướng cộng học ngay bí kíp để khi đi đến đâu có cảnh đường phố đẹp thì biết cam ngay góc chụp và cho ra đời bức ảnh xịn sò. Nào, bây giờ hãy cùng xem cô người mẫu tạo dáng. Tạo dáng vắt chéo chân. Khi chụp ảnh, bạn có thể khéo léo đá chân sang một bên, chân ngoài hướng về phía máy ảnh, chân sau để tự nhiên. Với phần tay, bạn có thể đưa lên vuốt nhẹ tóc hoặc thả lỏng một cách thoải mái. Tạo dáng bước đi. Chúng ta có thể thử chọn kiểu sải bước tự nhiên như đang bước đi để bức ảnh thêm trẻ trung và năng động. Lúc này, bạn nên cười thật tươi và đánh tay tự nhiên hoặc cầm dây túi xách để thêm phần hài hòa cho bức ảnh. Tạo dáng ngắn chân. Những bức hình sẽ trông rất nhanh chán nếu bạn cứ đứng cứng đơ với một tư thế. Vậy tại sao bạn không thử nhón cả hai chân lên, hoặc một chân trụ, một chân nhón, sẽ khiến bạn trở nên xanh điệu và đỡ vụn về tay chân hơn. Chúng ta vừa điểm qua 3 tip để có những bức ảnh đường phố đẹp tự nhiên. Để có thêm những bí kíp chụp hình sống ảo và cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất, các nàng đừng quên theo dõi bản tin tiếp theo của Xu Hướng Cộng nhé. Còn bây giờ, Yến Phi xin chào và hẹn gặp lại.